Nếu muốn biết câu chuyện tình mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, chúng ta phải ngắm nhìn Thánh Giá. Nơi ấy có một vị Thiên Chúa đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, sẵn sàng bị vấy bẩn bởi tội lỗi con người để cứu con người khỏi chết. Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ sáng nay, thứ Ba ngày 15 tháng 3, tại Nguyện đường Thánh Marta. Lịch sử cứu độ được Kinh Thánh thuật lại có nói về một con vật. Con vật ấy được nhắc đến lần đầu tiên trong sách Sáng Thế và lần cuối cùng trong sách Khải Huyền. Đó chính là con rắn. Rắn là loài vật mà theo Kinh Thánh mang một biểu tượng mạnh mẽ của sự nguyền rủa, của tội lỗi, và một cách mầu nhiệm cũng là biểu tượng của sự cứu chuộc. Il peccato è l'opera di Satana. E Gesù vince Satana facendosi peccato e di là innalza tutti noi. Il crocifisso non è una ornamentazione, non è un'opera d'arte con tante pietre preziose come si vedono. Il crocifisso è il mistero dell'annientamento di Dio per amore. E quel serpente che profetizza nel deserto la salvezza, innalzato. E chiunque lo guarda viene guarito. E questo non è stato fatto con la bacchetta magica di un Dio che fa le cose, no? È stato fatto con la sofferenza del Figlio dell'uomo, con la sofferenza di Gesù Cristo.